Rồi, tham quan trại nấm của chị Thấm nha cả nhà. Như thế này là ok chưa cả nhà? Lứa thứ hai. Ồ, cành nấm unu luôn á cả nhà. Giờ là chuẩn bị đi hái rồi. Này có một số đây tưới bị thiếu nước nè, nó khô mất rồi. Chục chị lúc này chị tưới hơi nhiều nước nè. À, mấy cái này lớn rồi là hái được rồi, nhưng mà còn đậm nước quá, giờ bung lên cho tí xíu nó khô. Nó này hơi ướt. Do chị cũng chưa có cái kinh nghiệm khúc này. Tức là lúc đầu tưới mà chăm sóc tưới cổ là ok rồi, nhưng mà cái khúc này là gần 2 năm rồi, nhưng mà chị vẫn còn tưới nhiều. Thì lý do chị sợ cái này. Nhưng mà đáng lẽ là giờ mấy cái chùm này mình hái đi, hái xong rồi mình hãy tưới. Đẹp đó. À, cái luồng bên trong này thì cũng tương tự thôi nha cả nhà, mà ở bên trong này nó hơi tối. Ở đây là cái độ hở chỉ rất là ok. À, như thế là mùa nắng này nó sẽ tốt hơn. Dạ không, chạy mùa mưa cũng để luôn chứ không sao, vì nó thoáng mát thì tơ chạy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chỉ sợ cái là có nhiều trại không có diện tích á, rồi lúc mình phải ép thêm tí xíu lại. Cho nên làm như thế là em thấy tuyệt vời rồi đó. Bây giờ là chờ một tí xíu cho nó ráo nước bớt là mình đi hái thôi. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này nha.